Hey, chào các bạn đã đến với video của anh. Trong video này anh sẽ chia sẻ một chút về việc sắp tới các em phải xuống Hà Nội nhập học. Đó, thì về đầu tiên các em phải nghĩ là chính là phải có một cái không gian để mình sống, đúng không? Mình ở sẽ có hai lựa chọn để cho các em chọn khi mà sinh sống ở Hà Nội trong thời gian mình học tập và làm việc đấy. Một là mình sẽ sống trong ký túc xá, hai là mình sẽ đi thuê trọ. Thì hôm nay sẽ so sánh xem là ở ký túc xá có lợi và hại gì và đi ở trọ có lợi hại gì. Ok. Đầu tiên là về ở ký túc xá, mình sẽ nói về mặt lợi trước đi nhỉ. Đầu tiên là ở ký túc xá, cái đầu tiên chắc chắn là nó gần trường đó. Thì ở trường mình thì có một ký túc xá ở trong trường và một ký túc xá ngay sau trường luôn. Ở gần trường sẽ có lợi ích gì? Đầu tiên là các bạn sẽ không lo đi học muộn, lên đến lớp thì chắc là khoảng từ 5-7 phút thôi, đi bộ cũng được. Cái thứ hai là nó gần thì mình sẽ không phải có phương tiện đi lại để đến trường. Anh đi xe máy thì mỗi tháng phải mất ít nhất là 200-300 nghìn tiền xăng, tại xe ăn nhiều xăng. Còn các bạn khác thì trung bình phải 150-200 tiền xăng. Đó là mình tiết kiệm một khoản chi phí về đi lại. Thì nếu các em muốn đi xa thì em có thể đi xe buýt hoặc là bắt xe gì đấy và đi với bạn. Cái thứ ba là ở trong ký túc xá sẽ đông vui, có nhiều người. Thì nếu mà các bạn đã ở từng ở ký túc xá năm cấp 3 hoặc là cấp 2 rồi, hoặc là như anh ở trong cấp 2 cấp 3 học trường nội trú, thì cả thù đó là học sinh nó phải ở trong trường luôn, giống như kiểu là bây giờ các em muốn ở ký túc xá thì như vậy. Thì anh đã ở cái dạng ký túc xá đấy được 7 năm rồi, thì nói chung là đông người cũng vui, mình học hành hay là nói chuyện, nói chung là có người vui. Cũng liên quan đến vấn đề ở nhiều người, nói chung là những cái thông tin ở trong trường thì sẽ đến tai mình hơn, bởi vì là chúng nó biết, chúng nó chuyên nghiệp, chúng nó nói chuyện ra trong phòng thì lúc đấy mình sẽ nói chung là hơn chuyện anh hơn. Rồi ở ký túc xá cũng có một cái hay nữa, đó chính là các em sẽ không phải lo về các tệ nạn xã hội như là đâm thuê chém mướn hay là hút chích các kiểu, bởi vì các em ở trong trường sẽ có bảo vệ. Vì có bảo vệ cho nên là những người mà không thuộc sinh viên trong trường thì rất khó để tiếp cận vào trường. Cái đấy sẽ đảm bảo an ninh tốt hơn. Một cái lợi ích nữa của việc ở ký túc xá đó chính là nó rẻ. Thật sự là ký túc xá nó rất rẻ luôn. Trung bình chắc là mỗi tháng chỉ mất khoảng 200-300 nghìn tiền phòng thôi, và những cái chi phí khác như là điện, nước, wifi, là tiền để xe trong trường gì đấy đó, thì cái đấy sẽ phải chi thêm nhưng mà rất ít thôi, cùng lắm thêm 100-200 nữa, nó chỉ bình thường. Khác với ở ngoài trọ thì số tiền sẽ phải gấp 3-4 lần rồi đấy. Cái lợi ích nữa nếu mà em ở trong ký túc xá, nó là vì mình ở trong trường đó, thì mình sẽ tận dụng được cái khuôn viên của trường. Như ở trường mình thì mình có sân bóng rổ này, sân bóng chuyền này, sân bóng đá nữa. Nếu mà với các bạn mà muốn hoạt động thể chất hay là thể dục thể thao vào buổi chiều hoặc buổi sáng thì cái việc đấy nó nói chung là rất là tuyệt vời. Ok, thì anh nghĩ là cái lợi ích thế là cũng khá ổn rồi. Tiếp theo mình sẽ đi về cái bất lợi khi mà ở trong ký túc xá nhé. Theo kinh nghiệm 7 năm ở ký túc xá của anh ấy, thì nó có một số vấn đề như sau. Như lúc nãy mình đã nói là ở ký túc xá rất là đông người đúng không? Đó, thì đông người dẫn đến việc là nó sẽ ồn ào, nó sẽ chật chội, nó sẽ đông đúc. Cái không gian riêng của em á, của các em á, nó rất là nhỏ, nó chỉ có một cái giường thôi, mà giường là giường tổng, nghĩa là một tầng, không gian nó khá là chật hẹp và không phù hợp với những người thích ở một mình có một cái không gian riêng tư nhanh. Và chắc là anh nghĩ chắc nhiều bạn cũng giống như anh là không thích là chung với quá nhiều người. Đấy là bất tiện nhất. Thứ hai là cũng vì nhiều người cho nên là khi mà ở với nhiều người ấy, các em sẽ phải hạ cái tôi cá nhân của mình xuống và mình phải sống theo tập thể. Những cái việc mà dễ xảy ra bất đồng hay là mất đồ hay là đánh nhau hay gì đấy đó, thì anh nghĩ là trong ký túc xá cũng có khả năng xảy ra. Cái nữa liên quan đến việc không gian riêng đó chính là khi mà bố mẹ mình đến ấy, hay là người thân của mình đến thăm ấy. Nếu mà ở qua đêm thì thứ nhất là bảo vệ xong cho bởi vì họ không phải người trong trường. Thứ hai là nếu mà cho ở thì cũng chẳng có chỗ nào để mà ở, bởi vì không gian của mình chỉ có một cái giường tầng thôi, một tầng của giường tầng thôi, cho nên là việc để bố mẹ hay là người thân đến thăm thì em nghĩ là nó không hợp lý lắm. Và mình không thể để bố mẹ để qua đêm cùng mình ở trong trường được. Một bất tiện lớn, rất lớn nữa là về vấn đề sinh hoạt trong ký túc xá. Vì ở chung phòng với nhiều người mà, cho nên là cái phòng tắm và phòng vệ sinh nó cũng sẽ chung rất nhiều người. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em sẽ phải phân chia nhau thời gian từng người sử dụng một. Về ăn uống thì tất nhiên là trong ký túc xá thì không gian chỉ có phòng ngủ thôi đó, cho nên là mình không được phép nấu ăn hay là làm bất cứ thứ gì liên quan đến cháy nổ, bởi vì như thế thì nếu mà bị phát hiện thì nếu mà nhẹ thì sẽ chỉ bị nhắc nhở thôi, còn nếu mà nặng thì có thể bị đình chỉ. Trong ký túc xá sẽ thường phải chi tiền ra để ăn ở ngoài các hàng quán hay ngoài tiệm. Việc giặt giũ thì nói chung là vẫn là không gian hẹp, cho nên là việc giặt giũ cũng vẫn phải thay nhau. Và đôi khi cái việc mà mất nước hay là không đủ xà phòng hay là nói chung là thiếu thốn thì đó là chuyện bình thường, và cái chuyện đấy anh đã chịu đựng trong khoảng 7 năm rồi anh biết. Anh nghĩ đó là những cái lợi ích và cái bất lợi khi mà các em ở trong ký túc xá. Thì nếu mà các em có bổ sung, các bạn khác có bổ sung thêm gì hay là
muốn hỏi thêm gì rồi comment bên dưới. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi đến lợi và hại của việc xỏ nhé. Ok, bây giờ sẽ đến với lợi và hại của việc ở trọ. Đơn giản hơn, những cái nào mà là bất lợi của việc ở ký túc xá thì nó sẽ là lợi ích của việc ở trọ, đó là ngược lại. Đầu tiên là ở trọ mình sẽ là hoặc là ở một mình hoặc là ở với một hai người nên nói chung là ít người hơn, hoặc là việc xảy ra mất cắp hay là cái gì đấy thì không quan trọng, hoặc là thậm chí các em có thể tự ở một mình đó. Anh thích, thực ra là bản thân anh thích ở một mình hơn, nó là không gian của mình đó, và nó rộng rãi thoáng mát, và nó là không gian của chính mình, không bị gò bó trong một cái giường như ở ký túc xá đó. Mình một khoảng không gian, một căn phòng luôn, căn phòng đấy là của mình muốn làm gì thì làm. Và như lúc nãy ta nói thì khi mà ở ký túc xá thì mình phải thuận theo ý của tập thể, của số đông hay gì đấy, thì khi mà ở một mình hoặc là ở với những cái bạn mà mình tin tưởng và mình đã chơi từ lâu rồi thì cái việc mà thoải mái xóa hay là bung lụa hay là thể hiện bản thân thì nó là chuyện bình thường, bởi vì đây là không gian của mình mà mình muốn làm gì thì làm đó. Tiếp theo là khi mà ở ký túc xá thì em sẽ thiếu thốn rất là nhiều thứ đúng không, nhưng mà ở khi mà ở trọ thì đa số là các em sẽ sở hữu đầy đủ các tiện nghi, thậm chí là nếu mà tìm được những phòng tốt như là phòng anh đang ở thì có cả bình nóng lạnh, có cả bếp nấu ăn, có cả sàn phơi, có cả máy giặt các kiểu các thứ. Nó nói chung là nếu mà các em may mắn sẽ tìm được những cái nhà như thế, và giá rẻ giá đắt là phải do các em. Bất lợi thì khi ở ký túc xá đó là khi bố mẹ đến thì không có chỗ ngủ đúng không, thì ở phòng trọ chắc chắn là các em có chỗ ngủ cho bố mẹ đúng không, vì mình có một không gian rất là lớn đó, và thừa sức để chứa nhiều người, nhiều hơn một người là mình. Bản thân cá nhân anh thì bố mẹ anh nhà ở Lạng Sơn, nghĩa là cách Hà Nội, cách chỗ anh học này chắc là khoảng 180 cây, mà chẳng nhẽ nếu mà ở ký túc xá bố mẹ từ 180 cây từ Lạng Sơn xuống Hà Nội thăm mình xong rồi lại phải về trong ngày hôm đấy luôn thì nó rất là mệt đúng không đó. Thì nên cho bố mẹ nghỉ chân nhà một đêm rồi sau đấy rồi về. Thực ra là nếu mà ở ký túc xá thì các em để bố mẹ ở bên ngoài cũng thôi, nhưng mà thứ nhất là nó có thêm chi phí, và thực ra nó không thoải mái. Bố mẹ cũng không thích như vậy, bởi vì bố mẹ thích được ở gần con cái, tâm lý bố mẹ lúc nào thích ở gần con cái. Một lợi ích nữa của việc ở trọ đó là đây là lợi ích với những cái phòng trọ không bị giới nghiêm giờ nhá đó. Thì khi mà các em ở phòng trọ, các em muốn quẩy đêm này, quẩy sáng, quẩy ngày, thích đi động được, nói chung là thích về lúc nào thì về. Ví dụ như anh, mặc dù ở chung chủ nhưng mà chủ của anh khá là thoáng, bởi vì và chủ anh cho anh chỉ ở nhà, chỉ ở cổng, nói chung là đủ. Anh muốn về lúc nào cũng được, và chủ nhà không có ý kiến gì cả, chủ nhà tốt và mình biết điều đó thì chủ nhà sẽ dễ tính với mình hơn. Thêm nữa là cái việc mà các em nấu ăn hay là các em giặt giũ hay là các em nói chung là các em làm gì phòng trọ thì cũng không ai care. Ở trọ cái lợi ích lớn nhất đó là không gian của mình muốn làm gì thì làm. Ok, thì anh nghĩ đấy là các lợi ích của việc ở trọ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đến mặt bất lợi. Cái bất cập đầu tiên ấy, khi mà các em muốn tìm trọ, đó chính là việc tìm trọ. Ví dụ như anh là anh từ Lạng Sơn rồi về này, thì nói chung là mình chả quen biết ai gì đây cả, nói chung là một thế giới hoàn toàn mới, giống như kiểu đi du học luôn ấy. Đấy, thì xuống chẳng quen ai mà cũng chả biết chỗ nào tốt để mà thuê trọ cả nó. Thì vấn đề đầu tiên nhá, là khó nhất là mình phải tìm được chỗ trọ, mà tìm thế nào tìm được chỗ trọ đúng, đẹp và giá rẻ phù hợp với mình nữa thì nó lại vấn đề rất là lớn. Thứ hai nữa là khi mà các em chuyển đến phòng trọ ấy, thì thường phòng trọ lại trống trơn, mình sẽ phải bỏ ra chi phí để mà mình mua các cái đồ nội thất cho phòng mình hay là mua những cái vật dụng cá nhân cho phòng mình. Nói chung là mình sẽ phải tốn một khoản khá khá chi phí nữa để sắm sửa tân trang cho cái phòng mình, làm sao để cho cái phòng mình đúng như của mình. Và thêm một vấn đề chi phí nữa đó là chi phí thuê phòng trọ. Như lúc nãy đã nói rồi là chi phí thuê phòng trọ sẽ đắt hơn ở ký túc xá rất nhiều. Ở trong ký túc xá thì các em có bảo vệ, có an ninh trật tự đúng không? Nhưng mà nếu mà ví dụ ở trọ, anh không nói những cái bạn mà ở trong những khu chung cư hay là ở chung chủ stay, homestay hay cái gì đấy, nếu các bạn ở nhà trọ theo dãy hay là nói chung là các nhà trọ bình dân ấy, thì an ninh nó sẽ không được tốt. Thậm chí là nói chung là dân trí cũng khá là bất ổn, không biết là chỗ nào mà đặt. Cái bất tiện cuối cùng anh nhận ra ấy, mới đây mới nhận ra, bởi vì anh vừa mới mua thêm một số đồ nội thất nữa, anh nhận ra là cái việc đi anh đi lấy cái đồ nội thất đấy về phòng ấy rất là khó. Thì nếu mà ví dụ như là các em ở cái phòng này, các em chán rồi, các em muốn chuyển, các em tìm được cái chỗ tốt hơn và các em muốn chuyển sang phòng này, thì cái vấn đề gặp phải là các em phải chuyển đồ, và chuyển đồ nó thực sự nó rất là liệt kỳ, cồng kềnh, mất thời gian, mất sức của mình đó. Rồi ok, thì anh nghĩ là đấy là toàn bộ chia sẻ của anh về vấn đề ngày hôm nay, là tân sinh viên thì nên ở ký túc xá hay là nên ở phòng trọ. Tổng kết lại thì anh muốn gợi ý cho các bạn như sau, là nếu như bạn nào ấy không ngại đông người và không ngại một chút bất tiện, có thể là ở trong ký túc xá mình là đông người nó vui hơn. Nếu mà các bạn nào mà như anh ấy muốn có một không gian riêng của riêng mình và không muốn đông người thì nên là ở trọ. Đương nhiên là nó sẽ đắt hơn, nhưng mà nó là của mình mà đúng không, không gian đấy của mình thì mình sẽ thoải mái. Chắc là thế thôi, bởi vì anh thấy video này khá dài rồi, thì nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ việc comment bên dưới, hoặc là có cái thắc mắc nào, câu hỏi nào hay muốn anh chia sẻ về vấn đề gì, có thể
cứ comment bên dưới, anh sẽ đọc hết và rank hết, và thậm chí là có thể đấy sẽ là một trong những nội dung anh sẽ đăng trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Hãy like và share nếu mà các bạn cảm thấy video này hữu ích. Đó, thì đó sẽ là động lực cho anh để làm các video tiếp theo cho các bạn. Ok, see you later. Bye.